Chư Tấn không được đề cử, ngồi nhìn Ngô Cẩn Ngôn dương mịch tranh thị hậu Hòa Đình. Mới đây, danh sách nam nữ diễn viên được đề cử giải thưởng Hòa Đình năm 2018 đã công bố. Danh sách này vừa được tung ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bởi lẽ, trong khi Đường Yên, Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn đều có tên, thì Tam Kinh ảnh hậu Châu Tấn lại vắng bóng trong mọi đề cử giải thưởng. Bộ phim Hậu Cung Như Ý Chuyện do Châu Tấn đóng chính đã được lên sóng sau 5 năm chỉnh sửa. Dù bị xếp kho khá lâu, thế nhưng sức hút của bom tấn cổ trang này vẫn không hề giảm nhiệt, đặc biệt diễn xuất của Châu Tấn trong phim được khán giả đánh giá rất cao. Chỉ với một ánh mắt, một cử chỉ, nét mặt, Châu Tấn đã truyền tải được toàn bộ cảm xúc của nhân vật Như Ý. Có thể nói Hậu Cung Như Ý Chuyện chính là một trong những bộ phim khẳng định diễn xuất xuất thần của Tam Kim ảnh hậu Châu Tấn. Thế nhưng, dù được đánh giá cao về mặt diễn xuất là vậy, nhưng Châu Tấn lại phải chịu thua trước các đàn em với diễn xuất nhạt nhòa như Đường Yên, Ngô Cẩn Ngôn, Dương Mịch. Đường Yên được đề cử giải thị hậu Hòa Đình với vai diễn trong bộ phim Quy Khứ Lai. Nhiều khán giả cho rằng trong Quy Khứ Lai, diễn xuất của Đường Yên không có gì nổi bật nếu không muốn nói là nhạt nhòa gượng gạo. Chính vì vậy, việc Đường Yên góp tên vào danh sách đề cử thị hậu Hòa Đình đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong khi đó, ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất dòng phim cổ trang cũng gây ra tranh cãi không kém khi có sự xuất hiện của Dương Mịch trong Phù Gia Hoàng Hậu và Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hy Công Lược. Với diễn xuất còn kém so với rất nhiều diễn viên khác, đa số mọi người đều cho rằng Dương Mịch và Ngô Cẩn Ngôn chưa thực sự xứng đáng có tên trong danh sách đề cử giải Hoa Đình năm nay. Người có diễn xuất thì không có tên, người với diễn xuất nhạt nhòa gượng gạo thì lại được đề cử khiến giải Hoa Đình năm nay bị khán giả cho là giải Kim Ưng thứ hai. Cách đây không lâu, lễ trao giải Kim Ưng cũng gây tranh cãi khi liên tiếp trao hai giải quan trọng cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả giải Kim Ưng và Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành tâm điểm ném đá của cư dân mạng. Hiện tại, những cuộc tranh luận gay gắt xung quanh danh sách đề cử của giải Hoa Đình vẫn tiếp tục diễn ra. Còn bạn nghĩ sao về danh sách đề cử giải thưởng của Hoa Đình năm nay?